chúng ta hiện tại là nữa là sau khi các lớp chuẩn bị xong 4-8 giờ chúng ta bắt đầu buôn bán lớp nào chúng ta bán tới từ những người đó để tạo sự công bằng cho các lớp thì chúng ta phải thành lập một cùng một lớp. Đây là cái mướn cho cô nào là MC hay là vô nấu ăn nè? Em cô áo tím nè. Đấy vậy. Vậy hả? Mới mướn hả?